Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành đang có mặt tại địa phận giáo sứ Phú Hải. Nó nằm giáp danh giữa xóm mới Hải Phúc Hải Hậu với lại xóm 4. Nhà thờ là nằm giữa xóm mới và xóm 4 và xóm 1 thì chúng tôi đang có mặt tại Hải Phúc Hải Hậu để bàn giao các cái bộ đồ thờ cúng đẹp tới uh, gia đình nhà anh uh, Trường Tam anh đã đặt hàng online chúng tôi và trên mình các bạn đang xem đây là giáo sứ Phú Hải nhà thờ được xây dựng từ năm 1893 lần đầu tiên và năm 1947 thì xây dựng lại dài 32m rộng 9m và cao 8m hiện nay thì đã được tái thiết và trùng tu dài lên đến 51 m rộng 14 m và cao 12 m và giáo dân giáo sứ Phú Hải là 1100 nhân danh linh mục phục vụ đó là cha tiên cha hòa cha viễn và cha thẩm cha du vũ ngọc tuyên vâng và bây giờ đang là 3 giờ chiều thì chúng tôi đã có mặt tại gia đình nhà bà thanh thuộc xóm 4 xã hải phúc huyện hải hậu tỉnh nam định thì chúng tôi đang có mặt trên cái sảnh tầng 3 cũng là không gian phòng thờ tư gia tại gia đình nhà anh Trường anh đã đặt hàng online chúng tôi một bộ hoành phi câu đối hôm nay chúng tôi đã có mặt từ rất sớm đầu giờ chiều để bàn giao cho gia đình đó là một bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư cũng là mẫu sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi trong cái thời gian vừa qua và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình lắp đặt cho gia đình và bàn giao sớm nhất cho gia đình anh trong cái dịp Noel sắp tới gia đình anh gần khu nhà thờ Phú Hải nhưng gia đình anh đã đi theo bên lương và rất nhiều người dân ở đây thì theo đạo giáo hôm nay chúng tôi đã có mặt từ sớm để lắp đặt bàn giao cho gia đình một bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư và trong video clip trước tôi đã giới thiệu các cái phần mộc phần hoàn thiện ở tại xưởng cơ sở 6 đồ gỗ hiền lanh đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Để hôm nay trong video clip này chúng tôi sẽ giới thiệu đó là bộ hành phi câu đối lồng cuốn thư toàn bộ chữ được thếp vàng Đài Loan bàn giao cho gia đình anh Trường anh ở xóm 4 Hải Phúc Hải Hậu Nam Định thì quý khách nào ở gần khu vực Hải Hậu quý khách có thể qua đây để xem các cái bộ đồ thờ cúng mà chúng tôi đã bàn giao và đầu tiên thì chúng tôi sẽ lắp bức hoành phi trước và sau đó sẽ đến đôi câu đối sau cùng. Để chúng ta sẽ cân được cái tim ở giữa cái phòng thờ. Bức hoành phi là chúng tôi làm kích thước dài 1m97, chiều rộng 67 và ba cái chữ bên trong cuốn thư là ba chữ Đức Lưu Quang đọc từ bên phải sang. Mà câu đối là chúng tôi chạm bên phải đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Ý nói là tổ tiên chúng ta mà có công đức thì là muôn đời được thịnh vượng. Đối với vế trái đó là tử hiếu tôn hiền Vạn đại vinh Ý nói là con cháu mà có hiếu Thì là muôn đời được hưởng các cái vinh hoa phú quý do tổ tiên để lại Gây dựng nên Và cái mẫu sản phẩm Hoành Phi câu đối này đang được chúng tôi đánh giá đó là bán chạy nhất năm 2020 và tiến tới sang năm 2021 thì chúng tôi sẽ bán mạnh gấp 10 lần như này để đáp ứng tới nhu cầu khách hàng trên toàn quốc được sở hữu các cái bộ sản phẩm đẹp cơ sở đồ gỗ hiền Lanh toàn bộ đó là nhận được các cái lượt tương tác tự nhiên tới từ người dùng không can thiệp quảng cáo Google AdSense hay là quảng cáo SEO quảng cáo do các nhà mạng chúng tôi toàn bộ đó là đáp ứng cái giá gốc và sản xuất trực tiếp không qua trung gian chúng tôi muốn đáp ứng tới người tiêu dùng tận tay các cái bộ sản phẩm mà do chúng tôi làm ra không qua một cái trung gian hay các cửa hàng chúng tôi có bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Quý khách muốn làm về hoành phi cối đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ hiền lan qua số hotline 0986883349 hoặc 0985226684. Quý khách có thể gặp trực tiếp nghệ nhân dương văn hiền để tư vấn trực tiếp và báo giá cụ thể các cái bộ sản phẩm. Và tới đây chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều đơn hàng đặt hàng online tới từ khách hàng Hưng yên, chợ cồn hải hậu và khách hàng ở quảng yên quảng ninh đặt rất nhiều hoành phi câu đối thì chúng tôi sẽ bàn giao trong cái dịp Tết Dương Lịch cũng như là Tết Nguyên Đán đang cận kề. Và chúng tôi đã lắp đặt vào đúng cái không gian phòng thờ tại sảnh 3, không gian phòng thờ tự gia nhà anh Trường, một bộ hoành phi câu đối PU cánh gián bóng M50, chữ thiếp vàng Đài Loan, trông rất là đẹp và bắt mắt. Đối với anh cảm ơn gia đình anh đã tin tưởng và đặt hàng online chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trên mình các bạn đang xem đây là bác Thanh, mẹ của anh Trường Đang dọn dẹp lau lại chiếc bàn thờ Có các cái bụi nó phả xuống Để bày lại các cái bộ đỉnh đầu ngũ sự Và sẽ thắp hương khấn các cụ Và chúng tôi cũng cầu mong cho gia chủ Phát tài phát lộc Sức khỏe may mắn bình an Quý khách có nhu cầu làm về hành phi cầu đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các cái mẫu đẹp nhất mà giá hợp lý nhất qua số hotline 0986 883349. Quý khách có thể điện về Zalo trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nhận thiết kế thi công lắp đặt đồ thờ cho đỉnh chùa Miếu Mạo và các cái không gian phòng thờ tư gia cũng như nhà thờ họ. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ sản phẩm đó là bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư. Bước hoành phi là chúng tôi thiết kế thêm một chiếc cuốn thư bên trong và có chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được các cái thông báo mới nhất từ cơ sở đồ gỗ hiền lành. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip chúng tôi. Quý khách có thắc mắc quý khách hãy bình luận ở phía dưới video chúng tôi sẽ giải đáp. Và hẹn gặp lại quý khách trong